Mời cả nhà xem cửa hàng đài của đồng chí Tăng Văn Phương, chủ yếu đài Nhật Bãi. Các loại đài này. Cái là cũng đang sử dụng được hết. Nếu mà khách muốn mua thì là chủ sẽ thử bằng Zalo luôn cho. Con này 200 này. Cắm cái gì vào? Ôi, về trọng thương như... Đấy, con này anh cứ để vào giường nghe rất hay. Ừ. Màu sắc nó trăng nhá. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người nhiễm Covid-19 đấy, nó còn theo hướng đại hướng rồi. Nói có đây Sony bắt hai sóng Nhật nhá, bắt sóng dài này hai em, tiếng rất là rõ nét, màu sắc thì trang nhã. Cái này để đầu giường hát rất là tốt, đêm nghe rất hay. Này thì chạy ba pin tiểu anh, rất là tiết kiệm pin. Cái này hình như nó chạy được cả điện này. Mình cắm điện ở đây, cắm thông qua cái sạc adapter là nó chạy được cả điện. Đấy, chạy luôn vào điện 220. Đấy, nó hình thức nó trông nó đơn giản thôi. Gọn. Trông nó gọn chắc chắn. Rồi, để tiện đi đâu cầm tiện. Cầm nó rất là tiện, cái dây đeo này rất là tiện. Mà này giá thành nó lại rất hợp lý. Giá thành rẻ. Đấy, nhìn nó cầm nó cũng sang trọng. Hàng đấy thì Nhật xịn. Đấy thì này Panasonic là hàng nội địa Nhật nhé, hàng nội địa này. Ở đây là bác nhìn là toàn thấy chữ Nhật thôi chứ không có cái chữ của đâu cả nhé. Con này thì chạy hai pin chung, hai pin chung. Này khay pin nó vẫn còn rất là sáng. Hai pin chung. Rất mới, rất sáng. Hai pin chung có sáng, tiếng có tốt. Tiếng tốt, con này tiếng ấm, tiếng ấm như là tiếng Sony. Tôi có con Panasonic to ở nhà rồi, đây này, tôi có con này rồi này. Đây. Chạy FM 108 luôn. Đấy, chạy con tôi xe, đây con này bao tiền? Đấy, con này là 600 nghìn này. Đẹp, con này đẹp. Vâng, con này màu... Con này nó bị vỡ mài hay là nó kiểu này đấy nhỉ? Con này là con Panasonic. Con này là hôm qua hàng nó mới về đây. Nationa Panasonic, mặt trắng, nhôm. Cái này em còn chưa vệ sinh ấy, vệ sinh đi lau đi nó rất là đẹp. Màu đỏ tươi. Đấy. À, made in Japan. Made in Japan. Con này thì nó lại chỉ bắt được FM 90 thôi. Nên là chủ yếu mình nghe là nghe ai em. Con này thì chỗ các bác khách quen thì bán cho các bác 500. Đấy, rất đẹp. Đấy. À, rất đẹp. À, quai sách. Mình bày con này cũng rất là đẹp. Con này thì chạy hai pin tiểu. Chạy hai pin tiểu. Tiếng con này to lắm. Đấy. Con này chạy hoàn toàn bằng tờ gian di to đấy, không có IC đâu. Không có IC nên là mình không sợ nó ẩm trời các thứ. Bán dẫn ngày xưa đấy. Mình có con Senko Nhật nhé. Nhật. Đẹp. Màu rất là trang nhã. Cái này bấm từ ngày một rồi. Không, cái đấy là nó tự chạy đấy. Nó từ nó nhảy ngày có ngày. Có đài. Có đài. Đây là đài 2M. Cái này thì cái dây cót này nó chạy được rất lâu nhá. Hôm nay em thử quay nhưng mà nó khoảng 3-4 hôm. Cái này bị mốc à? Cái này thì mình không phải cái kính ấy, mình bỏ ra mình lau là nó sẽ sạch. Đây bao tiền? Cái này thì bán 1 triệu các bạn. Con này thì bày phòng khách các thứ rất là sang nhã đẹp. Và mình chạy dây cót. Chạy dây cót này thì là nó được khoảng chạy chưa? 4 ngày, 4 khoảng 5 ngày. Không cần phải chạy. Đấy. Đấy chứ cần phải chạy. Đấy, nó chạy mà chạy chính xác lắm. Mớ đồng hồ. Đúng rồi. Đằng sau cái này là mình về mình tẩy được đi này. Đó. Đây nha, chữ Japan này anh này. Chữ Japan nhá, rất là rõ này. Đó, đây chữ Japan nhá. Hàng Japan đấy chứ không phải là hàng vớ vẩn. Đó. Về nó nhiều với em bắt đầu để đấy nó chưa. Đâu cả. Của nào Japan đấy. Đây cái này Toshiba của Japan này. Mất nút.
Mới nắp pin này. Con này bao tiền? Con này nếu mà có nắp này em bán 1,2 triệu. Nhưng mà không có nắp thì nếu bác lấy thì 800. Toshiba. 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 Để em lấy cái pin. Cái nào tên của nó? Tâm của em chỉ lấy ít đồng hồ đấy thôi. Tôi lấy của nó rồi. Thằng này tôi lấy của nó rồi. Và bên kia quán không không? Chưa toàn đại có này. Chốt đi, chốt giá ở đây đấy con này. Để đây xem có mình quyền góp cái gì. Là một rất tốt để kết nối này. Nó có cái mũi tên. Đây mũi tên. TV có đài. TV đấy không có, TV chỉ chạy TV đây. Loa này bỏ Bluetooth à? Cho pin vào chạy luôn. Không cần, không cần cho pin này. Cái loa này là mình cứ vặn lên là chạy thôi. Có điện luôn trong này. Cho thử xem. Nó sạc ở đây. Tôi có động chỗ đéo này. Ở đây tôi có động đây. Cả con giờ cũng đường ra đây. Vấn đề là có đủ không? Đồng hồ. Đây cái đồng hồ. Nhưng mà đồng hồ này đồng hồ chạy bằng pin. Con này là chạy bằng cót này. Cái con này giá bao tiền? Con này thì tầm 1 triệu đấy. Cái cửa lôi cửa ra là xem nào. Đóng vào đây. Đấy. Nó để đồ. Nó có cái ngăn để đồ đây. Đấy. Cái ngăn để đồ. Để pin các thứ ở đây. Đấy. Đấy. Thế. Đấy. Móc móc cái gì ở đây? Đồ chơi. Chứ là mình trưng bày nó rất là đẹp. Đây là nắp pin ở đây. Pin được lâu không? Nó pin dùng bình thường như đồng như đồng hồ thường luôn. Vâng vâng. Nó có mát này. Có báo mua các thứ đấy. Con này là con gì chú? Soli này. Con này là Soli. Con Soli này là chạy hai pin đại. Chạy hai pin đại hoặc là chạy nguồn 3V. Đấy, nguồn 3V. Màu trắng bạc. Rất là đẹp. Cái này nó không phải là đài. Con này giờ bao tiền chú? Con này 1,3 triệu nhỉ. À vâng, cái con đấy con đài đấy anh. Đài. Này đài Trung Quốc đây nhưng mà cũng lại bãi của Nhật chuyển về. À, sản xuất Trung Quốc. À, đây của Trung Quốc nhưng mà sang thị trường Nhật. Hay nhỉ. Con này giá bao tiền? Mới tròn 3 tuổi. Bán được 300.000. Cũng rẻ nhỉ. Thưa quý vị và các bạn, sau mấy chục năm chiến tranh chống đế quốc xâm lược, việc tìm lại hài cốt của cả bên thắng và bên thua là việc làm lớn, để lại nhiều dư chấn, nỗi đau, xúc cảm
về sự mất mát với thân nhân của họ. Và đây cũng là nguồn cảm hứng để các nhà văn nhà thơ khai thác. Chuyện ngắn Dừng lại bên sông của tác giả Từ Phạm Hồng Hiên thêm một sáng tác nữa về đề tài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc Sơn Tùng. Bánh mì đó. Có loại của Trung Quốc sản xuất đấy, nhưng mà của Nhật thế này ở thế giới sản xuất là Trung Quốc điện 100 Nhật cũng đặt hàng đây thế này. Con này có nhiêu? Anh xin con. Con này thì bao tiền xuống? Con đang cầm. Con này thì rẻ đấy anh. Này rẻ, con này còn nhỏ. Con này chỉ khoảng bán cho các anh 250. Khách quen. Hai em dễ con này. Con này là con trong là phải nghe radio. Đấy, tới tiếng được. Chắc chắn. Ừ, tôi lấy mẹ con này. Để đầu giường. 250.000 con này. Xong đi. Mấy con? Hai con. Đây có con này, con này rẻ hơn này. Cái đấy thế. Ừ. Cùng loại mà anh.